Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Audio Phòng nhá. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm, em cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em để không bỏ lỡ qua video bên em nhá. Số điện thoại 0939612666 sẽ là số điện thoại liên lạc trực tiếp trong video này. Ok. Vâng, ngày hôm nay em về được vài cặp loa chùm cuối của dòng Bát 20 của BMB các bác nhá. Đây là dòng chùm cuối rồi. BMB 550C các bác nhá. Con này thì có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, hình thức rất là đẹp. Và nó là một dòng loa Bát 20 chịu đòn căng nhất trong dòng 20 của BMW. Bởi sao nó như vậy? Con này côn của nó côn 49, đúng nhá. Côn 49,5. Đúng nhá. Côn 49,5. Côn 6 lớp các nhá. Nó là dòng chùm cuối rồi. Đến thời điểm hiện tại giờ là dòng 20 của BMW không con nào côn to con này. Đúng nhá. Cái dòng BMW 252 côn còn nhỏ rất nhiều các nhá. Em nhớ không nhầm chỉ côn chỉ ba mấy thôi. Dòng này thì nó nhìn củ nó vật vã luôn. Có nhìn chưa? Bát 20 nhưng mà củ vật vã. Hát karaoke thì các bác khỏi phải lo nghĩ rồi. Riêng cái dòng của BMB thì rất là khó cháy các bác nhá. Dòng BMB côn của nó toàn côn 6 lớp rất là khó cháy các bác nhá. Đấy. Củ 5.2 tầng. Đấy. Củ 5.2 tầng các bác nhá. Đấy, hình thức đẹp. Hai chép các bác nhá. Hai chép. Phân tần gấu các bác nhá. Phân tần gấu luôn. Các bác nhìn chưa? Bao cho bác hàng xịn luôn. Không xịn điếu không loa. Đúng nhá. Không xịn điếu không loa. Bát 20. Các bác nhìn chưa? Quá khủng khiếp một con loa. Chạm đít 7 màu đẹp lắm. Đít 7 màu đẹp. Tất cả còn zin nguyên các bác nhá. Côn zin, nhện zin, gân thì chắc chắn phải thay rồi các bác nhá. Gân chắc chắn phải thay. Bởi vì gân cái gân này nó sử dụng vài năm mà không thay đi thì vứt đi cả cái loa. Bởi vì nó chạy vài năm nó mủn này mà không thay là vứt đi. Các bác nhá. Đấy các bác nhá. Bát 20 chùm cuối của dòng BB rồi. Bát 20 của nó con này côn to nhất các bác nhá. Côn to nhất trong dòng BB luôn. Bát 20 đấy. Thùng quách sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Thùng quách sạch sẽ đẹp đẽ ngon này. Đấy, nói chung là hàng bãi về thì không tránh được những cái xước răm rồi là những cái góc cạnh nó chảy chảy nhẹ nhẹ. Nói chung mà các bác cũng không nên quá khó tính về những cái dòng hàng bãi này. Bởi vì là thực sự là bên em cũng chỉ lựa chọn cho các bác hết tầm có thể thôi. Hết tầm có thể thôi chứ nếu mà bảo nó đẹp như mới thì không có. Như mới thì không có. Bao cho bác là hàng xịn. Đấy, xịn là cam kết xịn. Còn nó hàng làm lại rồi em sẽ nói làm lại các bác nhá. Bát 20 thì con này nó là dòng chùm rồi. Hát rất hay các bác nhá, nghe nhạc cũng hay. Đấy, mở to cho bác nghe tí. Bát đánh rất tốt các bác nhá. Hình thức rất đẹp luôn. Đấy các bác nhìn nhá. Tiếng rất tốt các bác nhá. Bác chép lên đầy đủ cả ba giải luôn. Hai cao kê thì quá ngon luôn. Nhà nào nhỏ nhỏ mình không gian nhỏ nhỏ đã chưa đôi này thì quá phù hợp luôn. Một đôi như này em đang bán là 2,5 triệu các anh em, bao ship cho tất cả anh em luôn. 2,5 triệu đồng bao ship anh em nha, một đôi 2,5 triệu đồng bao ship. Đấy, bao zin cho anh em luôn. Con nào mà làm lại cái gì em sẽ báo cho các bác là làm lại, còn con nào zin em bảo zin các bác cứ yên tâm. Thùng quét em đảm bảo cho bác 95%. Ok chưa ạ? 2,5 triệu đồng một đôi bao ship tất cả anh em. BMB 550C hàng xịn các nhá. Đấy, các bác nhìn này. Và em còn chưa lau chùi gì luôn các bác nhá. Chưa lau chùi gì luôn này. Công suất là 400W. Đấy. Xuất xứ từ China các bác nhá. Dòng này chỉ có China thôi nhá. Còn dòng này mà ghi là made in Japan là có vấn đề đấy nhá các bác. Dòng này là sản xuất dòng này này dòng 850 này là 1000, 2000, 900C, 450C toàn bộ sản xuất China hết. Nhưng do công nghệ của Nhật Bản sản xuất các bác nhá. Chỉ nó mà ghi mà made in Japan là các bác phải xem xét lại đấy các bác nhá. Tất cả còn nguyên bộ móng bằng nhện luôn. 2,5 triệu đồng một đôi bao ship tất cả anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu mua thì mua điện thoại trực tiếp cho số điện thoại 0939 612 666 hoặc Zalo số này luôn các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.